Tuy nàng xuất thân nghèo khổ nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp. Cho nên khi trong nhà sắp nghèo rớt, cha mẹ quyết định bán nàng cho người giàu làm thiếp, nào ngờ lại dâng cho hoàng đế. Tuy hoàng đế còn già hơn cha nàng, nhưng nàng không để ý, nếu đã làm thiếp, đương nhiên phải làm thiếp của hoàng đế. Lão hoàng đế lại rất thích vẻ đẹp của nàng, chưa tiến cung đã hạ chỉ phong nàng làm quý phi. Nhưng ngày nàng nhập cung, hoàng đế còn chưa gọi nàng thị tẩm thì trúng gió, rất nhanh tiên hoàng đã băng hà, nàng biến thành thái quý phi. Nàng an ủi bản thân, cũng tốt, ít nhất không lo cơm áo. Sau đó nàng lại nhận được ý chỉ tân hoàng bắt nàng bồi táng. Nàng mới 16 tuổi, tại sao lại chôn cùng với lão già hơn 60 tuổi chứ? Nàng thề chết không theo, nhưng các thái giám cũng đâu đơn giản, thấy sắp mất mạng, thái hậu tới. Đây là lần đầu nàng gặp bà ấy, duyên dáng sang trọng, khó tưởng tượng được cô ta là vợ của tiên hoàng, khí chất tốt quá. Nàng loạn choạng bò dậy, xin cô ta cứu nàng. Cô ta cúi xuống nâng cằm nàng lên, "Nguyễn Nguyên Nguyên, ai ra cho ngươi hai con đường, một là chôn cùng tiên hoàng, hai là..." Cô ta còn chưa nói xong nàng đã vội nói, "Hai, ta chọn hai, ít nhất là tốt hơn chết." Cô ta nói với thái giám tới hạ chỉ, "Nguyễn quý phi đã chết rồi. Vị này là Chiêu Hóa công chúa, còn không bái kiến công chúa, bà ấy dẫn nàng đổi chỗ ở, cho nàng hai mama để học quy củ, một người họ Mạc, một người họ Vương." Lúc này nàng mới biết hóa ra là vì Tề quốc liên hôn với nước ta. Thái hậu không nỡ để con gái thần hoa công chúa gả xa nên chọn nàng. "Đối với người, đây cũng là chuyện tốt." Mạc mama nói, "Đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất giờ nàng đã sống sót, nàng nhớ quan hệ giữa nước nàng và Tề quốc không tệ. Vậy thì nàng là công chúa hòa thân hẳn đại ngộ cũng không tệ lắm. Đối với nàng đã đủ rồi, dù sao cũng đều là làm thiếp người khác, đều là làm con rối, đều như nhau cả, học quy củ 3 tháng, nàng cũng biết hoàng đế của Tề quốc đang tuổi tráng niên. Cuối cùng cũng không gả cho lão già nữa rồi, cũng rất tốt, ra khỏi đất nước, nàng tới Tề quốc, dù là làm thiếp, nhưng vẫn có của hồi môn phong phú. Nàng vẫn ăn uống như thường, Vương mama nói nàng lạc quan, không thì sao, nếu đòi sống đòi chết, hoàng đế sẽ là người đầu tiên cho nàng chết. Dù gì nàng cũng không có lựa chọn. Đi hết 3 tháng, vừa mới vào Tề quốc, đã gặp đội ngũ đón dâu, thì nhận được một tin tức không tốt, hoàng đế Tề quốc, hoàng đế tuổi tráng niên kia băng hà rồi. "Vậy có phải ta không gả nữa không?" nàng hỏi Vương mama. "Lão nô không biết, nhất thời đội ngũ cũng không đi, ở lại tại chỗ nghe lệnh." 3 tháng sau, hai nước lại bàn bạc xong, tiếp tục hòa thân. Nàng gả cho tân đế hiện tại của Tề quốc, tân hoàng bao tuổi, nghe nói người đăng cơ là con hoàng đế Tề quốc, vậy chắc tầm tuổi nàng, thật tốt, là thứ tử của tiên hoàng, nay 5 tuổi. 5 tuổi, nàng chỉ vào mình nói, "Vậy bảo ta tới là mẹ nó sao?" Tầm mắt Vương mama rời xuống, im lặng vài giây. E là người không được, chắc thấy nàng là công chúa hòa thân, nàng vẫn được phong làm quý phi, là nhiếp chính vương làm chủ, bởi vì tiểu hoàng đế đăng cơ là nhóc con, không hiểu được vẻ đẹp của nàng, thế nhưng cuộc sống phú quý bình yên nàng tưởng tượng không tới. Bởi vì tiểu hoàng đế là một nhóc con nghịch ngợm, cả ngày không phải thả chuột lên giường nàng, thì nhân lúc nàng không để ý đẩy nàng, nàng suýt nữa bị nó đẩy xuống hồ, nàng tức tối xách cổ áo nó lên hỏi tại sao nó làm vậy với nàng. "Nếu không tại ngươi, phụ hoàng sẽ không chết." Tóm lại phụ hoàng sẽ không chết, bọn họ còn chưa gặp mặt, chuyện này mà cũng để nàng gánh. Đợi đã, nàng đột nhiên thấy không phải nàng khắc hoàng đế chứ, người buông chẫm ra, nó giấy ruộng, nàng không phòng bị tay không giữ được bị nó tránh thoát. Vừa khéo rơi xuống nước, nàng bị nhiếp chính vương phạt quỳ trong dưỡng tâm điện, khi tiểu hoàng đế được cứu lên đã bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng là nó hại người hại mình, nàng chỉ phòng vệ chính đáng thôi, hoàng cung quả nhiên là nơi vô lý. "Quý phi biết sai chưa?" Nàng cúi đầu ngoan ngoãn đáp, "Thiếp thân biết sai rồi, vậy thì về kiểm điểm lại đi." Nàng về mới hay tin tiểu hoàng đế chỉ bị sặc nước. Chuyện nhỏ như vậy mà để nàng quỳ hai canh giờ, đây không phải chuyện nhỏ, đó là hoàng đế, dù gì cũng không chết được. Trẻ con dưới quê họ không quý giá vậy, cũng phải, bọn họ đâu được thừa kế hoàng vị, bởi vì tiểu hoàng đế rơi xuống nước, sau khi nó tỉnh lại thì càng nhắm vào nàng. Tuy tiểu hoàng đế không có quyền lực gì, nhưng nàng nương nhờ người khác, sắp toi rồi sắp toi rồi, người nhà quê nàng cùng lắm chỉ trêu ghẹo hoặc cô lập người mình ghét. Nhưng trong cung thì khác, nàng cũng là lần đầu hiểu cầu phú quý trong hung hiểm. Tiểu hoàng đế vu oan nàng Tư Thông còn lấy bằng chứng ra. Nàng biết nó vu oan, người hầu hạ cạnh nàng cũng biết, thậm chí nàng thấy mọi người đều biết, nhưng biết thì có ích gì, nó chỉ là muốn giết chết nàng thôi, không có lý do gì. Không, hoặc là có lý do, nó cảm thấy phụ hoàng nó bị nàng khắc chết, lại cảm thấy nàng cố ý ném nó xuống nước. Khắc chết, nó không nghĩ xem nay nó may mắn làm hoàng đế, chính vì phụ hoàng nó chết sớm, chỉ có một đứa con trai còn sống là nó, nếu không nó có gì, nàng nói, ta không có. Tiểu hoàng đế kêu gào đòi giết nàng, cho người lôi nàng tới thần hình ti, chuẩn bị nghiêm hình bức cung. Nàng đã nghe Vương mama nói thần hình ti đáng sợ ra sao, đến chết nàng còn sợ, càng đừng nói thần hình ti. May mà cuối cùng nhiếp chính vương đứng ra, chỉ cho nàng vào lãnh cung, có lẽ là nể tình thân phận công chúa hòa thân này, nàng giữ được mạng. Tiểu hoàng đế không vui nhưng không đấu lại nhiếp chính vương. Cũng chính lúc đó đầu nàng đột nhiên tỉnh táo, có lẽ tiểu hoàng đế chỉ là một con rối, nàng không tin nhiếp chính vương thực sự không có dã tâm, huống chi tiểu hoàng đế vốn là nhóc con, rất tùy hứng, nhiếp chính vương sẽ không giữ nó. Lãnh cung nghe đáng sợ, nhưng nàng ở rất tốt, chỉ là không có cơm ngon đồ đẹp, nhưng so với cuộc sống nhà nàng thì vẫn rất tốt.
cũng không biết cha mẹ nàng và đệ đệ xui xẻo kia thế nào rồi. Trước đây chỉ thấy ghét, muốn rời đi thật sớm, nhưng giờ lại thấy hơi nhớ. Khi đó nàng bị dâng lên, một chi phủ hào sắc từng nói sẽ cho họ một khoản tiền. Có tiền có sẽ cuộc sống sẽ khá hơn chút. Năm thứ ba nàng trồng rau trong lãnh cung, cuối cùng tiểu hoàng đế cũng chết, nói là ăn phải cơm có độc. Nhiếp chính vương nghiêm tra, giết một đống người. Vậy mà nàng không hề bất ngờ, nhưng nàng hơi buồn cho cuộc sống của nàng. Nếu hắn quên được nàng thì tốt, chỉ sợ lại nhớ ra công chúa hòa thân là nàng. Qua chuyện tiểu hoàng đế vu oan, nàng đã hiểu cuộc sống trong cung khó khăn thế nào. Nàng thấp thỏm chờ đợi, đợi được một thánh chỉ bảo nàng về nước, đổi công chúa khác tới. Thánh chỉ viết rất tao nhã, nàng hơi khó hiểu, là vương mama giải thích nàng nghe, nói nhiếp chính vương, à không, giờ nên gọi là hoàng đế. Thấy mệnh nàng không tốt, không muốn giữ nàng, nàng thấy mệnh nàng rất tốt, từ xưa đến nay hòa thân công chúa có mấy ai được về nước chứ. Nàng chưa vui được hai ngày mạc mama đã tạt gáo nước lạnh. Người không nghĩ, từ xưa đến nay có công chúa hòa thân nào được thả về chứ. Huống hồ người, đầu óc nàng bỗng hiểu ra ý bà ta không nói ra. Huống hồ nàng chẳng phải công chúa gì cả, coi đời rồi, nàng về không phải lại chết đấy chứ. Nay chắc thần hoa công chúa đã gả đi rồi, nàng cẩn thận hỏi, hòa thân phải có một công chúa chứ, người không có gia thế, e là sẽ bị ghim thù. Đúng rồi, cô nương được cưng chiều nhà ai lại chịu tới nước khác chứ. Bọn họ chắc chắn hận nàng, quả nhiên vẫn vui mừng quá sớm. Nàng nghĩ đi nghĩ lại quyết định nói rõ thân phận, dù gì cuộc sống quay về có khi càng tệ hơn. Khuôn mặt của nàng chắc nam nhân đều thích nhỉ, ngoài trẻ con không hiểu tình thú. Cho nên nàng đặc biệt bảo vương mama lấy bộ đồ mới dưới đáy hòm ra, trang điểm xinh đẹp đi gặp hoàng đế. Kết quả hắn thừa nhận vẻ đẹp của nàng thật, nhưng hắn nói hoàng đế trẫm đây còn muốn sống thêm vài năm, không có phúc nhận công chúa, nghe khó tin thật chứ. Hắn có bản lĩnh sờ lương tâm nói tiểu hoàng đế thực sự bị nàng khắc chết sao? Nàng chăm chỉ trồng rau trong lãnh cung, hoàng đế chết liên quan gì nàng? Cũng vì vậy mà hắn vội vàng tống nàng đi. Nhớ tới năm đó lúc nàng tới, thanh thế vang dội, vốn tưởng cả đời đều nhốt ở cái nơi vuông vức này, không ngờ còn có ngày rời đi. Trên đường nàng từng nghĩ tới chạy trốn, nhưng nàng biết rõ mình thế nào, thôi thì nằm yên thành thật làm cá mặt vậy, sống ngày nào hay ngày đó. Tới biên giới hai nước, người đến đón vậy mà là Lý tướng quân đưa nàng đi hòa thân năm đó. Có duyên quá, nàng phát hiện ánh mắt hắn nhìn nàng rất lạ, hình như thấy nàng hơi mất mặt. Công chúa hòa thân bị đưa về thôi mà, có gì đâu mà lạ. Cuối cùng cũng về hoàng cung chia xa đã lâu, nàng được dẫn đi gặp thái hậu. Hơn 4 năm không gặp, trông thái hậu trẻ hơn 4 năm trước rất nhiều. Chắc sau khi lão hoàng đế chết, cuộc sống càng thư thái hơn. Tục ngữ nói, người có chuyện vui tinh thần tốt. Lão hoàng đế thích cha tấn chết rồi, còn cô ta đăng cơ, sống không tốt được chắc. Nhưng nhìn thấy nàng, sắc mặt cô ta khó coi, dạy dỗ nàng ngay trước mặt hạ nhân. Người có văn hóa khác thật, không phải giọng cô ta khó chịu nàng còn không hiểu cô ta chửi nàng. Chửi mãi nàng ta thuận tay ném một chén trà, nước trà nóng cùng mảnh vỡ chén trà văng lên người nàng. May mà lúc này thần hoa công chúa tới. Nếu nói người nàng hâm mộ nhất là ai, chắc chắn là thần hoa công chúa. Tuy với một người cha tồi, nhưng vẫn có huynh trưởng thương yêu, mẫu hậu bảo vệ, không như cả nhà nàng đều liên lụy. Nàng ta luôn được thái hậu thích, nịnh nọt thái hậu chút là dỗ cho thái hậu vui vẻ. Thuận thế dẫn nàng rời đi, nàng cũng thở phào. Nàng ngồi trong đình với nàng ta một lúc, nàng ta đuổi tỳ nữ đi lấy đồ ăn, sau đó hai tay bưng cằm nhìn nàng. Vài năm không gặp, tỷ tỷ vẫn đẹp như vậy, người cũng đẹp. Nàng ta lắc đầu, sao ta bằng tỷ tỷ được, khi đó tạm biệt ta còn tưởng không nhìn thấy tỷ tỷ nữa. Chủ đề thay đổi, nay ta thành thân rồi, hay tỷ tỷ tới phủ công chúa ngồi với ta đi, đợi ngày nào rảnh rồi ta qua, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi, chắc mẫu hậu vẫn đang giận, ta dẫn tỷ tỷ đi trốn, không tốt sao? Thần hoa công chúa là một cô nương tốt, khuyết điểm duy nhất là háo sắc, không phân nam nữ. Nhưng không giống tiên hoàng, thần hoa công chúa hoàn toàn là thưởng thức sắc đẹp. Nhưng nghĩ xem, nếu có một người luôn nhìn chăm chú ngươi, có phải hơi kỳ lạ không? Nhưng nàng vẫn bị nàng ta đưa về, bởi vì nàng thực sự hơi sợ thái hậu. Phủ công chúa rất hoa lệ, nàng nhìn mà hâm mộ, thật tốt. Vừa vào đã nhìn thấy con trai hơn một tuổi nàng ta nói, trông béo mập rất đáng yêu. Thấy thần hoa, bèn vươn tay với nàng ta, thần hoa đón lấy, nhưng bé mập này lại không vui, tiếp tục vươn tay nhào tới, hình như là nàng. Hoa thần thấy vậy bèn đưa con cho nàng, may nàng có đệ đệ xui xẻo vẫn biết bế trẻ con. Nhóc con giống ta thật, đều thích người đẹp. Bé mập cọ quậy trong lòng nàng, sờ mặt nàng, đẹp đẹp, thơm thơm. Bé mập dù ăn cơm cũng ở lì trong lòng nàng. Cuối cùng vẫn là thần hoa không nhìn nổi nữa, cố tình kéo nó buông tay ra. Nó khóc trông rất đáng thương. Tỷ tỷ, người yên tâm, thằng bé không sao, người mau ăn đi, cơm canh ở phủ công chúa không tệ, sắc hương vị đủ cả. Nhưng nàng nhìn mà không ăn. Thần hoa nói, sao ngươi không ăn? Tỷ tỷ chưa từng nghe sắc đẹp có thể ăn à? Được rồi, 18, ăn xong bữa trưa nàng muốn đi nghỉ ngơi, thần hoa thì muốn ngủ cùng với nàng. Nàng cố từ chối, nhớ khi đó lúc nàng học quy củ trong cung, cũng từng mềm lòng đồng ý với nàng ta. Kết quả ban đêm tỉnh dậy, nàng phát hiện nàng ta không ngủ mà mở mắt nhìn nàng. Nàng bỗng dựng tóc gáy, dù bây giờ là ban ngày thì cũng không được. Thần hoa tủi thân nói, vậy được rồi. Vào bữa tối, gặp phò mã của thần hoa, con trai út Trình Gia. Nhìn đúng là nhân tài, rất phong độ, nhưng khi hắn thấy nàng, lại lộ ra vẻ mặt giống thần hoa. Nàng thấy không ổn, sự thật chứng minh, trực giác của nàng vẫn chuẩn. Một bàn đồ ăn ngon, cả nhà ba người họ không ăn, chỉ nhìn nàng ăn.
Thần Hoa và Phò Mã còn ở bên cạnh nịnh nọt nàng. Phải thừa nhận rằng tuy có cái nàng không hiểu nhưng thấy bọn họ rất lợi hại. Nói lâu như vậy mà không lặp lại, bé mập chỉ biết cười ngốc nghếch, thỉnh thoảng bật ra vài chữ. Ở trong phủ công chúa vài ngày, rất thoải mái, chỉ cần phớt lờ lời nịnh nọt của một nhà ba người họ là được. Nhưng Thái hậu đột nhiên bảo nàng vào cung, có nghĩa cuộc sống tốt hết rồi. Thần Hoa đi cùng nàng, nhưng cuối cùng Thần Hoa vẫn bị Thái hậu đuổi khỏi cung. Còn nàng thì ở lại ở trong Thanh Thu Các. Ở ngày thứ hai, hoàng đế tới, huynh trưởng trên danh nghĩa này của nàng, từng suýt làm đứa con vứt đi, đây vẫn là lần đầu ở riêng với hắn. Đến nay nàng vẫn nhớ, khi đó nàng được dâng cho tiên đế, đúng lúc gặp mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng có chê bai và chán ghét. Đi xa nhiều năm vậy, có nhớ người nhà không? Hoàng đế nói, nàng không biết phải trả lời sao. Lúc tha hương, thực ra từng nhớ, nhưng ta tham phú phụ bần, thích cuộc sống phú quý này. Không cần luôn lo lắng tới mạng nhỏ thì càng tốt, trẫm nghe nói quê hương ngươi là Phần Dương. Vâng, có muốn về bao giờ chưa? Nàng vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ. Hoàng đế cười ha ha, không sao, nay có một cơ hội, trẫm đồng ý để ngươi đi thăm. Rời đi vài năm, cũng nên gặp người thân. Cơ hội hoàng đế nói, lại là gả đi. Phần Dương Vương xin cưới công chúa thay thế tử. Đúng lúc ta thừa một công chúa hỏa thân vô dụng, theo nguyên tắc lợi dụng đồ vô dụng, nàng lại sắp gả trong phạm vi quản hạt của Phần Dương Vương. Nàng cũng từng nghe về thế tử này, nhưng lời đồn đều bớt đi Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu gì đó. Chỉ nói thế tử này là kẻ háo sắc, thích vợ người khác. Nàng nghĩ, nàng thảm thật, nhưng gả thì gả thôi, còn làm sao được. Nhưng hôn sự này, người phản ứng mạnh nhất là Hoa Thần. Nàng ta nói với nàng, so với gả cho tên thế tử không biết là gì đó, thà ở trong cung làm bạn với ta còn hơn. Nàng cười khổ, công chúa nàng tới thế nào, kinh thành có ai không biết, huống chi ai lại dám cưới chứ. Phò Mã nè, ngươi nói gì, ngươi có thể gả cho Phò Mã, ba người chúng ta sống chung. Nàng nghi nàng ta điên rồi, một nhà ba người các ngươi đang yên ổn, việc gì phải thêm ta, ngươi có thể gia nhập vào. Cuối cùng suy nghĩ to gan này của Thần Hoa công chúa không thành, bị Thái hậu hoàng đế cùng trấn áp, lại gả lần nữa. Nàng nhìn kinh thành, nghĩ bụng, không biết còn cơ hội về không.